Xin cảm ơn Helios, thương hiệu trang sức bạc thủ công dành cho nam giới đã đồng hành cùng The Reviewer. Từ huyền thoại về thành phố Atlantis và đại dương sâu thẳm, Helios đã cho ra đời bộ sưu tập Atlantis. Mỗi chế tác là một câu chuyện ly kỳ, thôi thúc tinh thần phiêu lưu thám hiểm trong mỗi người đàn ông. Hãy khám phá và sở hữu chế tác tuyệt vời từ bàn tay thủ công của người Việt tại link dưới phần mô tả. Đây là Hannibal, một quý ông đẹp trai, ăn mặc đẹp, nhà giàu, biết nấu ăn, thậm chí nấu ăn bằng cả trái tim. Nói chung là husband material. Anh này chỉ có một nhược điểm bé xíu xíu xinh xinh là ông ấy ăn thịt người và kiểu giết người nữa thế thì mấy ăn thịt được ấy chắc là không sao đâu và video này để mang đến cho bạn bởi content nhật minh và giọng đọc vui vẻ được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa ăn tối trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc học tập để chúng tôi tổng hợp và cốc nhật từ nhiều nguồn thông tin nếu có gì sai hoặc cần đến chính các bạn hãy vui lòng comment bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất hãy xem phim và tự cảm nhận còn đây là will một tư vấn viên đặc biệt của fbi anh này đang sử dụng khả năng siêu thấu cảm của mình để tái hiện lại hiện trường một vụ án mặc dù nó nhìn khá giống chơi đá nhưng mà lại hiệu quả một thanh tra FBI đã đến gặp Will để nhờ phá một vụ án giết người hàng loạt gần đây Trong 18 ngày đã có 8 cô gái bị xử hoặc mất tích Nhưng tại hiện trường thì lại không có một manh mối gì kể cả thi thể nạn nhân Cảnh sát trong phim trinh thám thì thường không thông minh lắm Nên là họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của một ông giáo viên trường đại học Will sau khi nhìn qua một lúc thì phát hiện các nạn nhân đều có điểm chung về tuổi tác, ngoại hình, chiều cao, cân nặng Tại sao hung thủ lại chọn những cô gái đó? lập dàn harem để chuẩn bị isekai không hung thủ chỉ đang cố che giấu ý định thực sự của mình thông qua việc xử những cô gái có ngoại hình giống với người hắn muốn xử nhất và người ấy là ai người bình thường thì xem vi channel để biết còn will cùng các đặc vụ khác của fbi đến nhà alice nạn nhân gần đây nhất nhưng mà thứ chờ đợi họ lại là cái xác được đặt ngay ngắn của alice trên giường ngủ tức là tên sát nhân đã mạo hiểm quay lại hiện trường để trả cái xác về đúng chỗ cũ wow wtf pro để tìm hiểu nguyên nhân thì pháp y tiếp tục khám nghiệm tử thi và tìm thấy một lượng nhung hiu còn sót lại trong cơ thể cô gái ngoài ra lá gan của cô gái cũng bị cắt rời nhưng mà thay vì lấy đi thì hung thủ lại đặt lại chỗ cũ điều này dẫn will đến một suy luận là hung thủ là kẻ ăn thịt người và lý do hắn để lại lá gan ở chỗ cũ là vì thịt đã hỏng cô gái này bị ung thư gan từ đó thì cũng suy ra nhung hiêu chính là lời xin lỗi của hung thủ vì nhung hiêu ngoài tác dụng đâm người thì còn có thể chữa lành bên cạnh lá gan và nhung hiêu thì pháp y cũng tìm thấy một lượng nhỏ kim loại chuyên dùng làm ống nước trên quần áo của alice điều này chứng tỏ nghề nghiệp của hung thủ là công nhân hoặc thợ sửa ống nước nhưng mà tiếc là không có cô chủ xinh đẹp nào ở đây cả mà chỉ có will đang dần mắc bệnh tâm lý do tiếp xúc với án mạng cũng như là ép mình sử dụng thấu cảm quá mức và để will có thể tiếp tục bán mình cho tư bản thì jack đã tìm cho anh ta một bác sĩ tâm lý đó chính là hannibal lecter kẻ mà ai cũng biết là ai hannibal vừa gặp mặt thì đã ngay lập tức phân tích tâm lý của will tất nhiên là bị một người lạ đọc như một cuốn sách ngay từ cái nhìn đầu tiên rất là khó chịu nên là will đứng dậy và bỏ đi luôn nhưng mà hannibal thì vẫn rất lạc quan và nói với jack rằng mình có thể giúp will phá vụ án này chuyển cảnh tới hiện tại fbi một lần nữa phát hiện ra xác của một cô gái bị đâm bằng nhung hiêu nhưng khác với lần trước thi thể lần này được tìm thấy ở một nơi đồng không mông quạnh theo đúng nghĩa đen phần phổi của cô gái đã bị lấy đi ngay lúc đấy thì phim chuyển cảnh qua hannibal cởi bỏ lớp áo blue thay vào chiếc tạp dề để chế biến một món gì đó được làm từ phổi giờ thì đoán xem hung thủ là ai nào fbi cho rằng hung thủ của vụ án lần này với vụ án lần trước là một nhưng mà will thì không nghĩ thế bởi vì hung thủ trong các vụ án mạng trước tôn trọng người mà hắn đã xử bằng cách ăn họ sạch sẽ và khi tôi nói ăn sạch sẽ thì nghĩa là ăn theo nghĩa đen ấy. trong khi tên hung thủ lần này thì chỉ coi cô gái như một con lợn lấy đi phần ngon rồi tạo dựng một hiện trường giả để đổ lỗi cho hung thủ trước will suy đoán là tên hung thủ thực sự của chuỗi xử người hàng loạt này phải có một hoặc hai căn nhà trong đó có một căn nhà có nhung hiêu ngoài ra thì hắn có một đời con gái đã đủ tuổi đi tù và chuẩn bị cút khỏi nhà nên là để xoa dịu nỗi đau chuẩn bị mất con thì hắn ta chọn xử những cô gái có ngoại hình giống với con gái của mình wow cuộc điều tra tạm thời kết thúc ở đó một nhà hiến chết đã từng nói là cách để giải quyết hiểu lầm giữa một cặp đôi ngoài làm tình thì còn có đồ ăn Sáng hôm sau, Hannibal mang theo hai hộp đồ ăn dầu protein không rõ nguồn gốc đến nhà Will để xin lỗi về sự tọc mạch trong cuộc gặp mặt lần trước. Will chấp nhận lời xin lỗi của Hannibal rồi cùng nhau lái xe đến một công trường xây dựng để tìm hiểu thêm về hung thủ trong vụ sửa người hàng loạt. Tại đây thì Will đã tìm ra sơ hở của hung thủ. Trong khi những công nhân khác đều khai báo địa chỉ của mình thì chỉ có một ông tên Hobbs là thấy không ghi gì. Will tức tốc rời đi với đống tài liệu vừa tìm được, nhưng trong lúc vận chuyển tài liệu ra xe thì bác sĩ Hannibal đã vô tình ụp cả đống tài liệu vào mặt của bà thư ký bằng một cách không thể nào mà giả chân hơn Dù nhân lúc Will và bà trợ lý nhặt đồ thì quay trở lại phòng và nhấn máy gọi điện thoại cho Hobbs Người nghe máy là con gái của ông ta Cô bé này thì sẽ có rất nhiều đóng góp cho cốt truyện sau này nhưng mà tôi sẽ đề cập sau Con gái của Hobbs chuẩn máy cho bố và từ đầu dây bên kia Hannibal nói đúng một câu để cảnh báo Hobbs rằng FBI đã biết rồi đấy, khôn hồn thì chạy đi Nhưng mà có vẻ ăn thịt người đã khiến chỉ số EQ của Hobbs tỷ lệ nghịch với giá Bitcoin Nên là khi mà Will và Hannibal lần được tới nhà thì hắn vẫn còn đang đánh nhau với vợ Cả hai được chứng kiến một màn bạo lực gia đình full HD không che hobbs biến vợ thành con gà cống cụ tức là ông này cắt cổ vợ đấy nhưng mà cảnh này cho ra thì bị vàng tiền nên là tôi mô tả ấy thôi xong rồi vội vàng chạy vào trong nhà để xử nốt đứa con gái sau khi thấy bà mẹ có vẻ đã hết cứu thì will nhanh chóng xông vào trong còn hannibal thì vẫn giữ phong thái quý ông bình tĩnh nhìn hiện trường hỗn loạn will và hobbs cùng con gái đụng mặt trong bếp hobbs định một nhát đưa con gái về với mẹ nhưng đã bị will dùng súng ngăn lại rồi nã liên tục thêm vài phát nữa tên sát nhân tử ngay tại chỗ lúc này thì hannibal mới từ ngoài bước vào để sơ cứu cho con gái của hobbs cô bé mặc dù bị thương nặng nhưng mà về cơ bản thì vẫn giữ được mạng sống nạn nhân thì giữ được mạng rồi nhưng mà will thì sắp không giữ được những suy nghĩ bất ổn trong đầu mình nữa căn bệnh tâm lý của will một lần nữa lại ngấp nghé trở lại và thế là chúng ta hết tập 1 Mở đầu tập 2 thì không phải là Hannibal dậy nấu ăn hay là Will Graham suy luận nữa mà intro nhắc lại tập trước. Will Graham sau khi bắn lủng người Hobbs thì có vẻ là vẫn chưa hài lòng với kết quả nên quyết định đi tập luyện. Đang hăng say luyện tập thì rách gõ cửa xe và đưa cho Will 5 triệu <laughs> và kéo Will ra khỏi giấc mơ. Họ cùng tới căn nhà cũ của Hobbs để điều tra thêm nhưng mà cũng không chắc chắn được gì và tất cả đều phải đợi nhân chứng cũng như là kẻ được nghi là đồng phạm của Hobbs, Abigail, con gái của Hobbs tỉnh dậy. Will cũng tự nhận ra là tâm lý của mình ngày càng bất ổn nên không cần bị thúc ép cũng chủ động động tới gặp Hannibal để xin lời khuyên. Một thời gian sau, trong thị trấn lại tiếp tục xảy ra một vụ án xử người. Vụ án lần này cũng là xử người hàng loạt, nhưng mà thay vì ăn nạn nhân thì tên hung thủ này quyết định dùng họ để chống nấm. Trước mặt Will là 9 người với đống nấm được mọc ra từ cơ thể và tay của mỗi người đều gắn một cái kim tiêm thâm qua đó để truyền dinh dưỡng vào cơ thể. Có vẻ như là ngoài thằng béo và cậu bé nhỏ ra thì đây là những cây nấm tiếp theo biết giết người. Với vụ án khó khăn như thế này thì năng lực thấu cảm của Will một lần nữa được sử dụng. Will tưởng tượng ra mình là hung thủ đang làm vườn với đống xác nhưng mà đào được một lúc thì lại thấy người nằm trong mộ lại chính là Hobbs người đã bị Will xử từ trước đó Will đứng hình và cuộc thấu cảm bị cưỡng ép dừng lại khi một nạn nhân bị chồng nấm lên người vẫn còn thoi thóp cảm thấy tình trạng tâm lý của mình bất ổn vờ nên là Will lại đến gặp Hannibal có vẻ như là sau buổi trị liệu tâm lý thì Will đã thực sự coi Hannibal là bác sĩ của mình Hannibal cho rằng Will chỉ đang stress thôi nhưng mà ngay cả Google cũng biết 25 dấu hiệu của stress thì không bao gồm nhìn thấy ảo giác nên là về cơ bản thì Hannibal chỉ đang nói dối nhưng mà tại sao Hannibal lại nói dối tôi sẽ giải thích ở phần sau à, vì nghĩ mình chỉ bị stress do lần đầu lấy mạng người nên là Will cũng yên tâm hơn và bắt đầu thuật lại toàn bộ vụ án này với Hannibal. Trong lúc hai người đàn ông đang tâm sự mỏng thì bên ngoài xuất hiện một kẻ phá đám là Freddy Lounds, một nhà báo có thể ví cô này với thế anh 28 rất là giỏi rất tít đam mê của Laos là tìm kiếm tin tức rồi đăng nó lên để câu view mà không cần quan tâm đến hậu quả nghe khá giống tiktoker nhìn vào mặt tích cực thì những gì cô này làm chỉ đơn giản là cung cấp thông tin và phơi bày những thứ thối nát của xã hội còn khía cạnh tiêu cực là bị Hannibal nhắm đến nhưng mà vẫn chưa đến mức phải xin danh thiếp ai mà bị Hannibal xin danh thiếp tức là đây là người bất lịch sự và bao giờ Hannibal đói thì sẽ đi săn người này về phía Will thì sau cuộc trò chuyện với Hannibal đã phát hiện ra điều gì đó nên ngay lập tức quay lại phòng pháp y yêu cầu kiểm tra lại thi thể một lần nữa và đúng như dự đoán, các nạn nhân không tử vong vì số nấm trên cơ thể mà tử vong vì suy thuận do bệnh tiểu đường. Điều này chứng tỏ hung thủ là một bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên cung cấp các loại thuốc chữa bệnh cho nạn nhân, nhưng mà thay vì thuốc chữa tiểu đường thì hắn thay bằng thuốc ngủ hoặc là cái gì đấy để khiến nạn nhân hôn mê rồi bắt cóc họ. FBI ngay lập tức điều tra các bệnh viện và nhà thuốc xung quanh, khoanh vùng và xác định được vị trí hung thủ. Đây là một dược sĩ tên là Eldon, nhưng mà khi đến nơi thì hung thủ đã chạy mất và trong xe của hắn thì chỉ còn một nạn nhân vừa được đưa vào. Nhưng mà cái lý do mà hung thủ có thể bỏ chạy được là vì bài báo của Laws tiết lộ nhiều bí mật mà phía FBI không công khai, kể cả việc Will có thể dùng siêu thấu cảm để dựng lại hiện trường. Jack biết tin này thì cay lắm nên là tìm đến Laws để hỏi tội và đe dọa là nếu mà dám viết thêm một bài nào nữa về Will thì sẽ cho cô biết thế nào là sức mạnh của người da màu. Về phần Will, lúc này vẫn đang ngồi ở bệnh viện chờ Abigail tỉnh lại và suy tư về đống ảo giác chạy trong đầu mình. Cái chết của Hobbs ảnh hưởng đến Will nhiều hơn những gì bản thân anh này nghĩ. Hình ảnh con hươu cứ vòng qua vòng lại như một sự gợi nhớ đến Hobbs. Chúng ta chuyển cảnh với Laws lúc này đang đi ra ngoài và người đàn ông đứng đợi ở đó từ chiều đây là ông thám tử đã giúp Laos vào được hiện trường và ông ta bị đuổi việc vì làm điều đó nên đã tới đây để đòi nợ nhưng bỗng dưng từ đâu eldon xuất hiện và tặng ngay vào đầu ông thám tử một phát súng Laos hoảng hốt tiếng còi vang lên xe cảnh sát đã đến nhưng mà tất cả những gì còn lại chỉ là tan cuộc hung thủ eldon thì đã tới bệnh viện nơi abigail nằm hắn ta cho rằng người duy nhất có thể hiểu mình là will và phần thưởng cho sự thấu hiểu đó là biến thành nấm cùng abigail nhưng mà will xuất hiện kịp thời dùng súng bắn thương eldon nhưng mà khác với cảm giác khi bắn hop thì will không cảm thấy sướng khi bắn eldon Hannibal cho rằng đó là vì Eldon chưa chết, còn Hobbs thì có. Will cảm thấy việc thanh trừng mấy thằng mất dạy cho mình cảm giác quyền lực. Hannibal an ủi Will và cho rằng đấy là điều bình thường, vì ngay cả chúa cũng thích xử người. Nhưng làm sao mà ông biết? <laughs> Quay trở lại với vụ án của Hobbs và Abigail, cũng là chuyển sang tập 3 Lúc này Hobbs cùng con gái của mình đang tập săn bắn Mục tiêu là một con Lilia Sau vài phát bắn trượt thì cuối cùng Abigail cũng thành công đưa con hươu lên bàn mổ Bài học tiếp theo của cô chuyển qua lóc thịt Và nghe ông bố nói đạo lý về việc ăn sạch là đang tôn vinh động vật Sau quả jump scare làm tôi tí ướt quần thì câu chuyện quay trở về với hiện tại Abigail cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê Và Jack, người nghi ngờ Abigail là đồng phạm của bố mình Đã yêu cầu Will tới bệnh viện để thẩm vấn cô bé Nhưng bác sĩ tâm lý của Abigail, Alana Bloom thì không đồng ý với cái điều đấy tại vì việc để một đứa trẻ vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê dài gặp kẻ đã xử tử bố mình thì quá là tàn nhẫn nên là cô đã tự mình đến gặp Abigail để nói chuyện nhưng mà Abigail trông lại cực kỳ bình tĩnh nếu mà ở Gotham thì có lẽ lúc lớn lên cô sẽ trở thành Batman điều này khiến Bloom tỏ ra ngờ vực nhưng mà vẫn báo cáo lại với Jack và tất nhiên với một người thiếu đồng cảm như Jack thì điều này chỉ củng cố thêm luận điểm là Abigail chính là đồng phạm vì vậy Jack yêu cầu Will cùng bác sĩ Hannibal tới gặp Abigail trong lúc chờ đợi Will thì Hannibal đã được nghe những suy đoán của Will về kẻ bắt trước đã sát hại nạn nhân cuối cùng trong vụ của Hop những gì will đã suy luận đều đúng với những gì mà hannibal đã làm thế nên là hannibal đã mỉm cười nụ cười của người đàn ông gia trưởng kết thúc buổi giảng will cùng hannibal đã tới gặp abigail nhưng mà trước đó họ đã có một vị khách không mời khác đó chính là lao cô này tới để lấy thêm thông tin trong vụ sát hại từ con gái của hung thủ tiện để nói xấu will nhưng lại bị bắt tại trận will cùng hannibal bước vào Lounge cũng rời đi nhưng mà không quên để lại vài câu gây hoang mang cho abigail nhưng mà thao túng tâm lý là nghề của hannibal rồi nên là chỉ cần nói vài câu cả hai đã lấy được lòng tin của abigail và cùng cô bé quay về nhà nhằm tái hiện lại hiện trường vụ án. khi mà nhắc về việc có một cuộc điện thoại trước khi xảy ra vụ án thì Abigail cũng lờ mờ nhận ra được người đó chính là Hannibal. nhưng mà đang trong quá trình tái hiện lại thì bạn thân của Abigail tới thăm. cô bé muốn tin tưởng bạn mình dù tất cả những người xung quanh đều không làm thế. ngay lúc đó anh trai của Cassie nạn nhân bị xử trong vụ của Hobbs tên là Nicholas đã xuất hiện và kết tội Abigail và sau khi ăn một phát đá vào đầu thì anh ta bỏ đi mất. cùng lúc đó thì Hannibal và Will cũng trở ra và trong lúc không ai để ý thì Hannibal đã giấu hòn đá có dính máu của ông anh kia ngày hôm sau khi quay lại căn nhà gỗ mà bố của Abigail đã dùng để sơ chế thịt thì họ cũng bắt gặp một cục thịt đã chết ở đây được giết theo cách mà kẻ bắt trước Hobbs đã làm nạn nhân lần này chính là người bạn thân trước đó của Abigail và từ miệng của cô thì Will phát hiện ra máu của anh trai Cassie mọi sự nghi ngờ của FBI đổ dồn về phía Nicholas còn mọi sự oán trách của người dân thì đổ dồn về phía Abigail nhất là đối với người mẹ vừa mất con Abigail siêu hoảng loạn cùng lúc đó thì cô cũng phát hiện ra bố mình đã cho cả nhà ăn thịt người Nicholas cũng xuất hiện ngay lúc đó cả hai có sự giao tranh và Abigail đã lỡ tay không, không, không lỡ tay lắm tự đâm thêm chục phát nữa điều này cũng chứng minh Abigail không hề trong sạch trong những vụ giết người của bố Hannibal thì biết điều đó và ông ta đề nghị sẽ giấu cái xác này để bảo vệ Abigail nhưng mà thực chất là cũng là bảo vệ bản thân mình thôi tại vì Abigail lúc này đã nhận ra người đàn ông trong điện thoại chính là Hannibal nếu Hannibal nắm giữ một bí mật của Abigail và cô bé cũng thế thì giữa cả hai sẽ là mối quan hệ win-win bộ phim chuyển sang tập 4 và chúng ta lại được chứng kiến cô văn nan của vũ trụ Hannibal phá án nạn nhân trong vụ án lần này là gia đình Turner. Ban đầu thì nhà họ có 5 người, nhưng vào năm ngoái thì đứa con thứ đã mất tích và hiện giờ chỉ còn 4 vì đấy là cách mà toán học hoạt động. Từ hiện trường thì có thể thấy được là người mẹ là người cuối cùng bị xử và theo như phân tích của Will thì có thể nhìn thấy được sự tha thứ từ mắt của người mẹ. Điều đó đồng thời cũng chứng minh hung thủ là người con thứ đã mất tích. Nhưng tại sao một đứa trẻ lại làm thế với gia đình của mình? Will cho rằng nó đang bị điều khiển bởi ai đó và còn rất nhiều đứa trẻ khác cũng đang trong tình trạng tương tự. Từ hiện trường, pháp y phát hiện ra một dấu vân tay khác của một đứa trẻ tên là Connor First, nhưng mà sao người ta lại có dấu vân tay của đứa trẻ nhỉ cũng mất tích cách đây không lâu rách nghe tin thôi thì vội chạy đến giảng đường chỗ will đang dạy học rồi đuổi tất cả sinh viên ra ngoài để nói cho will về phát hiện mới fbi nhanh chân đến nhà first nhưng vẫn chậm chân hơn tử thần cả gia đình first đã bị sát hại kể cả đứa con mất tích là connor cũng được tình thấy trong tình trạng chết cháy xem ra là hung thủ đã từ bỏ đứa trẻ tại vì nó không thể tự xuống tay giết mẹ mình bộ phim chuẩn cảnh và hình ảnh một gia đình với mẹ và ba đứa con hiện ra trông thì có vẻ hạnh phúc đến khi họ bắt đầu nói chuyện của connor ba mẹ trong gia đình này thực chất là kẻ bắt cóc có những đứa trẻ này chỉ đang bị thao túng tâm lý bà ta cho chúng ảo tưởng rằng đây mới là gia đình thực sự nhưng mà để thực sự trở thành gia đình thì việc loại bỏ gia đình trước đó là cần thiết nên là tất cả những đứa trẻ này mới nghe theo và đi xử hết bố mẹ thật của chúng nó lần này đến lượt christopher nhưng mà trước khi thằng bé thực sự làm điều đó thì will cùng fbi đã đến để ngăn lại bà mẹ giả ăn một phát súng tử vong ngay tại chỗ còn christopher thì chuẩn bị làm lại cuộc đời trong trại giáo dưỡng cùng thời điểm đó thì hannibal đã đến thăm abigail tại bệnh viện và rủ cô bé trốn viện về nhà mình chơi tại đây thì hannibal đã nấu một bữa ăn cho abigail trước khi ăn thì abigail được cho thêm ít thuốc phiện và phải nói là abigail phê quên lối về đầu óc hip hop luôn nhìn thấy cả ảo giác cha mẹ thông qua hannibal và bloom về cuối phim thì có một phân cảnh về gia đình của jack hai vợ chồng kết hôn cũng lâu nhưng mà do quá bận rộn về công việc nên là chưa có con tình cảm vợ chồng thì cũng theo đó mà nhạt nhòa jack thì muốn hâm nóng tình cảm nhưng mà thứ duy nhất ông này nghĩ ra là trịch mà như vậy thì thô quá nên là mới hỏi bà vợ muốn có con không người vợ nói rằng với bà thì quá muộn rồi câu nói này có ý nghĩa gì người vợ đang tiến mãn kinh hay là còn lý do gì khác thì tất cả sẽ được giải quyết trong tập 5 mở đầu tập 5 là hình ảnh Will đang ăn mặc như một thằng biến thái đi lang thang giữa đường lúc giữa đêm có vẻ việc tiếp xúc với án mạng và đẩy bản thân mình tới giới hạn khi mà sử dụng thấu cảm đã khiến Will bị mộng du đến mức này thì cho dù không có tí kiến thức y học nào thì cũng biết được cơ thể mình đang không ổn nên là Will vội vã đến gặp Hannibal từ sáng sớm để xin lời khuyên. Hannibal thì vẫn chiêu chiêu cho rằng đây là sang chấn hậu tâm lý, tiện thể đổ lỗi cho Jack vì đã bắt Will làm việc quá sức. Mấy lời nói của Hannibal trông thì giống như nói cho có nhưng đã chọc vào chúng chỗ ngỡ hiện tại của Will nên là bản thân anh này cũng tự sinh ra sự nghi ngờ với Jack. Trong vụ án tiếp theo, hung thủ là một kẻ cuồng tín, hắn biến tất cả những nạn nhân của mình thành thiên thần bằng cách lột da lưng rồi treo lên để tạo ra những đôi cánh WTF bro hung thủ cho nạn nhân quỳ gối trước chỗ mình ngủ trong tư thế cầu nguyện như thể hắn ta đang sợ lúc mình ngủ thì có chuyện nên mới cần có người cầu nguyện khi đang ngủ WTF bro từ bãi nôn mà hung thủ để lại hiện trường thì pháp y phát hiện ra một lượng DCB cái gì đấy và một đống chất những hóa học mà tôi chưa từng nghe qua được sử dụng cho một bệnh nhân có khối u kết luận lại là hung thủ bị u não và sợ bản thân sẽ chết khi đang ngủ nên hắn mới tạo ra thiên thần để trông coi giấc ngủ của mình. Mình. còn chưa phán đoán được gì thêm thì vụ án tiếp theo đã xuất hiện vẫn là tên hung thủ lần trước với cách thực hiện y nhưng mà ở hiện trường lại khuyến mại thêm một chú chim chú chim này là của ai nhìn phần đúng quần của nạn nhân thì có vẻ là không phải rồi vậy là của hung thủ sao nhưng mà tại sao hắn lại làm thế Will cho rằng tên hung thủ này muốn trở thành thiên thần mà thiên thần thì không có bộ phận sinh dục nên để trở thành một thiên thần thực thụ thì hắn đã tự thiến wow what the f bro về phần của Hannibal thì sau bữa ăn tối với vợ chồng Jack lần trước ông ta nhận ra cơ thể của Jack có vấn đề thông qua mùi hương tất nhiên là vợ của Jack cũng để ý điều đó đó nên đã tới gặp Hannibal vào ngày hôm sau để nói về bệnh tình của mình. Vợ của Jack bị ung thư giai đoạn 4 và ai cũng biết là giai đoạn năm không tồn tại. Nhưng mà Jack vẫn chưa biết cái điều này vì vợ chưa biết nói như nào. Jack thì sau khi tìm ra thông tin của kẻ tạo thiên thần đã tìm gặp vợ của ông ta để nói chuyện, thực ra là vợ cũ. Sau khi phát hiện ra mình bị ung thư, hung thủ đã tỏ ra xa cách với vợ mình rồi cuối cùng là ly hôn. Jack nghe xong thì thấy quen phết, ông nhận ra vợ mình cũng có những hành động tương tự nên trong vô thức đã đoán ra là vợ mình bị ung thư. Jack lập tức gọi điện đến cơ quan của vợ và nhận được câu trả lời rằng cô đang gặp Hannibal, nhưng mà trước khi đi gặp vợ thì vẫn phải đi gặp hung thủ trước đã. Jack và Will đi tới nhà cũ nơi mà hung thủ từng ở và tại đây họ phát hiện ra kẻ tạo thiên thần đã tự biến mình thành thiên thần. vụ án cũng khép lại tại đây. Jack lúc này mới tới phòng khám của Hannibal để gặp vợ, hai vợ chồng giảng hòa mà không cần màn xúc bình sang con nào cả. Khung cảnh suy tư của Jack và Will cũng kết thúc ở tập 5 và tập 6 đã bắt đầu vào một hung thủ quen mặt nhưng mà không phải là với khán giả mà là với Jack, tiến sĩ Di điền người mà hai năm trước đã vào tù vì tội sát hại vợ con, bây giờ đang ở trong phòng giam. Và với giam post trở ngục thấy thế thì đưa ông ta ra ngoài chữa trị nhưng mà lại chỉ để có một y tá ở lại với bệnh nhân là kẻ giết người thế là cô y tá kia có một vé đăng xuất nhưng mà cái cách ghi điền giết cô y tá lại rất giống với thợ sẻ vùng chê Mê. Một tên sát nhân hàng loạt khác cũng từng rất nổi tiếng với cách giết người tàn bạo. Ngay lập tức Jack và Will tới hiện trường. Trước đó thì họ gặp tiến sĩ Chilton cũng là giám đốc bệnh viện. Ông này vừa thấy FBI thì đã khẳng định tiến sĩ Gideon là thợ sẻ vùng CCPK, Bởi vì từ sau khi Gideon bị bắt thì thợ sẻ vùng CCPK cũng không còn hoạt động nữa và FBI nên hành động nhanh cầm nó lên nếu không muốn hung thủ chạy mất. Quay trở lại với lý do Jack lại quen mặt với thợ sẻ vùng cái vùng đấy. Hai năm trước thì Jack có một thực tập sinh tên là Miriam. Nó là thực tập nhưng mà đúng ra là giống trợ lý hơn Jack ngửi được mùi bóc lột từ Miriam Nên là yêu cầu cô phụ trách điều tra vụ án thợ sẻ vùng CCPK Tại vì cái tay này không phải là cứ muốn bắt là bắt được Tại vì ông ta là nhân vật chính Đúng vậy, thợ sẻ vùng CCPK chính là Hannibal Trong một lần tìm kiếm thông tin Miriam đã vô tình phát hiện ra bí mật này Nhưng mà chưa kịp thông báo với ai Thì cô đã được thêm vào menu bữa tối của Hannibal Quay trở lại với hiện tại thì Will bắt đầu nghi ngờ tiến sĩ Gideon Không phải là thợ sẻ vùng CCPK trong một lần thẩm vấn ghi tại nhà giam cùng Bloom thì ông đã vô tình khai ra rằng mình đã xử cô y tá trước rồi mới mổ xẻ người cách này thì khác hẳn với thợ xẻ vùng chesapeca tại vì thợ xẻ vùng chesapeca sẽ mổ bụng nạn nhân kể cả khi người đó còn sống đơn giản là vì điều đó mang lại cho hắn cảm giác quyền lực và một bữa tối giờ protein đêm hôm đó jack nhận được cuộc điện thoại bất ngờ tới từ địa ngục đầu dây bên kia vang lên tiếng của miriam cô liên tục kêu cứu và xin lỗi jack vì đã tay nhanh hơn não giờ cô đang không biết mình ở đâu và cũng không tìm được cách thoát ra không rõ cuộc điện thoại này có thật không nhưng mà rõ ràng hiện giờ nó là manh mối quan trọng của vụ án jack nghĩ ra một kế hoạch để nhử thợ sẻ vùng Chesapeca. đó chính là nhờ phóng viên viết báo lá cải về thân phận của thợ sẻ và đúng như dự đoán ngày hôm sau Jack lại nhận được cuộc điện thoại từ Miriam nhưng vị trí của người gọi lại ở nhà ông tại phòng ngủ của Jack pháp y còn tìm thấy rất nhiều dấu vân tay và thậm chí là một sợi tóc của Miriam nhưng mà Jack vẫn không tin là Miriam còn sống và tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là chiêu trò của thợ sẻ vùng Chesapeca. nhưng mà lão này là kẻ sát nhân chứ phải công ty truyền thông đâu mà lắm chiêu trò thế nhỉ ngay cuộc gọi thứ ba của Miriam đã dẫn Jack và FBI đến một tòa nhà cũ và nơi đó họ nhìn thấy cánh của Miriam vẫn còn mới. Chiếc điện thoại dùng để gọi Jack vẫn còn đang đổ chuông bên cạnh một mẩu giấy có ghi dòng chữ What do you see? Jack lúc này thì đang rất suy nên là tìm đến Hannibal để trò chuyện. Cảnh này thì cũng không có gì ngoài để khẳng định Hannibal chính là thợ sẻ vùng Chesapeake. Chuyển sang tập 7, Will lúc này đang giảng bài về vụ án thợ sẻ vùng Chesapeake, còn Hannibal thì ở giáp hát opera. Nghe cái bà này hát với gương mặt siêu khó ở. Bài hát hay đến nỗi Hannibal phải gớt nước mắt, còn ông béo này thì gớt liêm sỉ vì cả buổi không ngồi xem mà cứ liếc Hannibal. Buổi diễn kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay trước tiết mục tuyệt vời. Và sau đó là một bữa tiệc nhỏ dành cho khách tham gia. Tại đây Hannibal gặp lại bệnh nhân mà mình đang điều trị, cũng là cái ông béo. Thay vì nghe nhạc và ngắm sân khấu thì lại ngắm Hannibal. Đi cùng ông ta còn có Tobias, một nghệ sĩ dương cầm sẽ có vai trò quan trọng trong tập này. Về phía Will, người đang chạy deadline như sinh viên kiến trúc đến kỳ nộp đồ án. Khi mà vụ án thợ sẻ vùng Chesapeake vẫn chưa giải quyết xong thì đã có thêm vụ khác. Trong vụ án này, nạn nhân bị mất một quả thận và theo đó là một đường rạch gần ở tim nhìn qua thì nó khá giống với phong cách của thợ sẻ vùng chơi Sapeka nhưng mà Will sau khi dùng năng lực thấu cảm thì cho rằng không phải vụ án này chỉ là một vụ cướp nội tạng và hung thủ có thể là một sinh viên khoa y nên là các vết mổ mới không được hoàn hảo và vết rạch cần tim thực chất là do hung thủ đang muốn xoa bóp tim trực tiếp trong lồng ngực nhưng mà do vấn đề kỹ năng mà nạn nhân không được cứu nói chung là vụ án này không có liên quan gì đến thợ sẻ vùng chơi Sapeka cả trong lúc Jack đang thất vọng vì muốn bắt hung thủ càng sớm càng tốt thì Will đến gặp Hannibal ở văn phòng Hannibal cố ý chuyển hướng cuộc trò chuyện sang vụ án gần đây và đưa cho Will ý về thân phận của thợ sẻ vùng chê pk và tất nhiên nó dùng để khiến will bế tắc tối hôm đó hannibal lên cơn thèm thịt người và nạn nhân là ông bác sĩ bất lịch sự đã từng bị hannibal xin danh thiếp menu cho bữa tối nay là gan bê ướp chanh rán giòn nên là người nạn nhân cũng thiếu mất quả tim và lá gan nhưng mà không chỉ dừng lại ở một hannibal liên tục đi săn để lấp đầy tủ lạnh của mình khi tủ lạnh đầy thì cũng là lúc mà số lượng nạn nhân tăng lên 8 xác nhận thông tin của từng nạn nhân cho thấy tất cả họ đều đăng ký hiến nội tạng tuy nhiên thì will vẫn kết luận là có tận hai hung thủ và chỉ một một trong số đó là thợ sẻ vùng Chesapeake và đống nạn nhân này chỉ dùng để che mắt. Cùng lúc đó thì phía còn lại của FBI cũng tìm thấy một chiếc xe cứu thương kỳ lạ nên đã ngay lập tức đến hiện trường để điều tra. Qua dò xét thì họ cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe đang chở hung thủ và nạn nhân thì chuẩn bị bị lấy mất quả thận để có thể bắt hung thủ và cứu nạn nhân. Jack yêu cầu Hannibal vào cấp cứu nhưng mà chính hành động này của Hannibal đã khiến Will nghi ngờ tại vì Hannibal quá thành thạo so với một người đã ngưng là bác sĩ phẫu thuật một thời gian dài. Vụ án thợ sẻ vùng Chesapeake lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Tập bảy sau đó cũng kết thúc bằng một bữa tiệc trigger người ăn chay của hannibal Tập 8 bắt đầu với việc Will đang sửa một cái gì đấy thì nghe thấy tiếng động lớn bên ngoài. Anh này cho rằng có một con sói nguy hiểm nên mới rủ một động vật nguy hiểm hơn là Alana Bloom đến để kiểm tra giúp. Nhưng trong quá trình tìm kiếm thì họ không thấy có điều gì bất thường và chuyện này lại một lần nữa dẫn ta đến vấn đề tâm lý siêu bất ổn của Will. Cùng lúc đó thì bác sĩ Hannibal Lecter cũng đã tiếp nhận điều trị cho ông béo ở buổi hòa nhạc. Ông béo này cứ liên tục muốn làm bạn với Hannibal nhưng mà do thiếu kỹ năng nên là không thu hút được Hannibal. Vì vậy mà ông ta quay ra kể cho Hannibal người bạn của mình là Tobias rằng dạo này thằng bạn mình bất ổn thế nào nó còn từng nói về việc là muốn giết người nữa. Hannibal nghe xong thì biết ngay đây là chiêu trò của Tobias. Tobias là thanh niên da đen này đang muốn được Hannibal chú ý nên mới cố tình kể cho bạn mình. Tại vì biết là ông béo này rồi thì cũng kể cho Hannibal. Đến đây thì chúng ta cũng được thấy cảnh làm dây đàn từ ruột người, siêu nghệ của Tobias. Cũng trong khoảng thời gian đấy thì bên phía FBI phát hiện ra một vụ án khác. nạn nhân bị rạch cổ họng rồi nhét đàn violon vào. chắc là hung thủ làm vậy để có thể chơi violon hình người. Will cảm thấy hung thủ đang cố gắng thể hiện mình với ai đó Nhưng mà chưa biết là ai thì phim đã chuyển qua cuộc trò chuyện giữa Hannibal với bác sĩ tâm lý của mình Vấn đề nổi cộng nhất hiện nay Hannibal quan tâm chính là Will Dù cả hai khác nhau về mọi mặt nhưng mà Hannibal vẫn bị thu hút bởi Will và muốn làm bạn thân với cậu ta Nhưng mà là thân ai nấy lo Tại vì chẳng có người bạn thân nào lại cố tình cho kẻ giết người biết về thông tin của bạn mình Will bị Tobias cho vào tầm ngắm Và khi Will cùng hai đặc vụ khác tới nhà của Tobias để thẩm vấn thì bệnh tâm lý của Will lại tái phát Anh ta nghe thấy âm thanh ảo giác rồi vụ chạy ra ngoài Nhưng mà sau khi quay lại thì hai đặc vụ đã bị Tobias xử, còn hắn thì đang phục sẵn đằng sau để tấn công Will. Tiếc là không thành. Trong lúc hoảng loạn, Will vô tình bắn ra một phát súng và vì tiếng súng quá to nên màng nhĩ của Tobias đã bị ảnh hưởng. Biết là mình đã rơi vào cái thế hèn nên là Tobias bỏ chạy nhưng mà chạy luôn đến nhà của chùm cuối Hannibal và ông béo ở buổi opera đang ngồi chữa trị tâm lý thì Tobias đi vào với một cái cổ đầy máu thấy bạn mình hắc hóa ý, ý, ý tức là trở thành người xấu chứ không phải là trở thành người da đen ông béo đắc nhân tâm đứng giảng cho Tobias về triết lý nhân sinh và đạo đức con người nhưng mà do sàm đời quá nên là Hannibal cho ông béo mở khóa thành tựu một bước lên thiên đàng hiện trường lúc này chỉ còn có Hannibal và Tobias hai bên không nói không rằng nhưng mà ai cũng hiểu có một cuộc chiến sắp diễn ra và người chiến thắng sẽ là kẻ sống sót cuối cùng Tobias vứt áo à khoác sang một bên thả lỏng cái vũ khí là chiếc dây đạn làm từ ruột người Hannibal cũng cảnh giác lùi lại mấy bước Tobias bắt đầu múa như karate kid rồi tiến đến chỗ Hannibal nhân lúc không chú ý đá vào bộ khiến hannibal không kịp trở tay mà ngã xuống nhưng ngay lập tức giữ được thăng bằng đẩy cái thang sang một bên để đánh lạc hướng rồi giữ lấy vũ khí của Tobias bằng cổ tay. Hai người bắt đầu dùng tất cả những gì có trong nhà để phang vào đầu nhau. Tobias vô tình vớt được con dao đâm vào chân của Hannibal khiến ông ngã ra bàn. Chưa kịp kết liễu thì Hannibal đã hóa John Wick đâm Tobias một nhát bằng cây bút. Nam tử hán đại trượng phu đấm không lại đá vào cù. Lần này đến lượt Hannibal liên tục đá vào bộ hạ của Tobias. Tobias cũng không chịu thua, nhanh chóng phản công nhưng mà còn chưa kịp ngầu thì đã đấm nhầm vào cái lỗ trên thang. Hannibal tìm được điểm tựa ngay lập tức cho Tobias hiểu cảm giác của xanh tóc đỏ. Anh ra đen lúc này thì cũng phế nên bị đấm một phát vào ngực là thở hồng hộc nhưng lúc đối thủ chưa hồi sức hannibal lấy pho tượng thả vài nhát vào đầu tobias trừ một người da đen kết thúc câu chuyện fbi bắt đầu đến thu dọn hiện trường và will người mà hannibal tưởng đã chết bước vào khuôn mặt của hannibal ngay lập tức trở nên nhẹ nhõm và ngày sau hannibal bình phục và tới gặp bác sĩ tâm lý để tâm sự với những chuyện đã qua tập 8 cũng kết thúc ở đấy không phụ sự kỳ vọng của tôi về conan phiên bản hollywood Tập 9 lại được mở đầu bằng một vụ án mới Hung thủ lần này có vẻ là một kiến trúc sư Tại vì biết xây nhà bằng xác của nạn nhân Nhưng mà điểm đặc biệt là những nạn nhân đều có thời gian chết khác nhau Thậm chí lấy cách nhau đến cả vài chục năm Đây chắc chắn là một vụ án khó Nhưng mà mưa đã có ô, lạnh đã có áo, phá án đã có Will Will nhắm mắt để chuẩn bị thấu cảm Nhưng mà khi mở ra thì trước mặt lại là phòng khám của Hannibal Chuyện gì đã xảy ra? Editor đang nói tăng lương Không, tất cả là do căn bệnh của Will đang ngày càng nặng và bên cạnh việc gây ra ảo giác thì cũng bắt đầu xuất hiện khoảng trống trong ký ức. Will khẳng định mình đang bị bệnh về não nhưng mà Hannibal vẫn cho rằng đây chỉ là hậu quả của việc sử dụng thấu cảm quá 180 phút. Thôi thì bác sĩ nói nào thì mình nghe thế nên là Will lại tiếp tục đi điều tra về vụ án. Qua khám nghiệm tử thi thì cho thấy là tất cả các nạn nhân đều được ghi nhận là chết do tai nạn. Nạn nhân đầu tiên của hung thủ đã chết cách đây 40 năm và có quan hệ cha con với nạn nhân cuối cùng trên mặt giấy tờ. Tại sao lại là trên mặt giấy tờ thì vì xét nghiệm ADN cho thấy họ không cùng huyết thống và vợ của nạn nhân đầu tiên dù cũng chết do tai nạn nhưng mà xác lại không xuất hiện ở đây. FBI tìm ra rằng trong quá khứ vợ của nạn nhân đầu tiên đã từng ngoại tình và người mà bà ta ngoại tình cũng từng là nghi phạm giết chồng bà. Jack và Will lần theo manh mối để tìm địa chỉ của con giáp thứ 13 này. Đến nơi thì chỉ có một ông lão ngồi đấy và ông ta thừa nhận về những chuyện mình làm và cho rằng bản thân đang thực hiện công lý. Cho đến khi Will nói cho ông ta sự thật rằng nạn nhân cuối cùng mà ông ta giết chính là con ruột của ông ta thì nụ cười đã tắt. Chắc là ông này chưa học lịch sử nên là không biết hậu quả của việc ám sát nhập người. Kết thúc vụ án, Will và Hannibal đã tới thăm Abigail, nhân vật mà khán giả sắp quên là ai rồi đấy. Abigail sau khi bị Lounge gạ mấy câu thì cũng bắt đầu hứng thú với việc viết tự truyện về bản thân mình nhưng mà cách chứng minh mình trong sạch. Hannibal và Will thì muốn ngăn cản điều này, tại vì chuyện trong nhà thì nên đóng cửa bảo nhau chứ không phải là bô bô ra ngoài cho người ta biết. Nhưng mà rõ ràng là Abigail không muốn nghe theo. Cùng trong khoảng thời gian đó, có một ông dở hơi nào đấy nửa đêm đi đào tuyết và phát hiện ra xác của Nicholas Boy. Xác của anh này vẫn còn những vết rạch bằng dao Điều này lại một lần nữa củng cố luận điểm của Jack về Abigail Thế là Abigail bị gọi đến thẩm vấn trước ban xác của Nicholas Thái độ của Abigail trông cũng hợp lý đấy Nhưng mà không thể xóa bỏ được sự nghi ngờ trong Jack Về phía Hannibal, sau khi nghe tin thi thể của Nicholas bị phát hiện Thì biết ngay là do Abigail tay máy Tại vì ông đã giấu cái xác rất kỹ rồi Abigail làm vậy vì không muốn ngày nào cũng phải sống trong lo sợ Rằng người ta sẽ phát hiện ra cái xác Thế nên là cái người dở hơi nửa đêm đi đào tuyết chính là Abigail Hannibal thì cảm thấy rất thất vọng Bởi vì Abigail đã hành động nông nổi chỉ vì chút sợ hãi quay lại với will sau khi cái xác của nicholas được đưa về will đã sử dụng thấu cảm và nhận ra người giết nicholas chính là abigail quá bàng hoàng will vội chạy tới gặp hannibal để hỏi về sự thật hannibal thản nhiên thừa nhận tất cả những gì ông làm chỉ vì abigail bởi vì nếu trong khoảng thời gian nhạy cảm như thế mà abigail còn bị bắt vì giết người cho dù là tự vệ chính đáng thì cũng toang luôn hannibal biết là will hiểu điều đấy nên cố tình nói về trách nhiệm của will về abigail khiến will chấp nhận giữ bí mật đến cuối tập phim sau khi ăn bữa tối cùng bloom và will hannibal và abigail đã tâm sự abigail thừa nhận rằng mình đã giúp bố giết các cô gái bằng cách làm mồi nhử kết bạn với họ rồi dụ họ đến nơi vắng vẻ tạo thời cơ cho bố hành động Hannibal thì lại trả biết thừa từ lâu Nhưng mà thay vì cha hỏi thì ông ta đợi Abigail tự thừa nhận với mình Hai người ôm nhau thắm thiết Trông có vẻ rất vui Nhưng mà cái đầu của Will thì không vui như thế Tại vì qua tập 10 thì cũng là lúc đầu óc của Will đạt đến giới hạn Lần đầu tiên Will gây dối hiện trường vụ án Nạn nhân lần này là Beth Người mà duy nhất thực sự cười đến tận mang tai Cô này bị giết khi đang ở nhà một mình và chết do sặc máu có thể thấy trước khi chết thì Beth đã có một vài vật lộn về hung thủ Nhưng vì Will bị ảo giác trước đó nên hiện trường đã bị xáo trộn Dù không nhiều lần này thì đến cả Jack cũng nhận ra là Will không bình thường nên là Hannibal không còn cách nào phải đưa Will đi khám. Theo kết quả chẩn đoán thì Will bị viêm não nhưng mà Hannibal đã thông đồng với ông bác sĩ chẩn đoán để nói dối Will với lý do là muốn nghiên cứu thêm về khoa học. Còn mục đích thực sự của Hannibal thì không ai biết. Đêm hôm đấy, Will quay trở lại hiện trường và phát hiện ra có người đang trốn dưới gầm giường. Will cố bắt cô này nhưng mà thứ giữ lại chỉ là mấy mảnh da. Cô gái thậm chí còn không chảy máu. Điều này cũng lý giải vì sao không có máu ở hung thủ ở hiện trường. Will đuổi theo hung thủ nhưng mà vì thần kinh bất ổn nên là không không thể bắt được chính bản thân Will cũng không tin những gì mình thấy là thật nên là phải gọi đồng nghiệp đến để xác nhận quay trở lại với phía FBI từ đống da của hung thủ còn trong móng tay của nạn nhân pháp y đã xác định được hung thủ là Georgia một bệnh nhân tâm thần trốn chạy mẹ của Georgia được triệu tập và bà này bắt đầu kể những câu chuyện tuổi thơ của con gái mình từ khi bình thường đến khi không còn bình thường nữa chuẩn cảnh Hannibal và ông bác sĩ chữa bệnh cho Will đang ngồi ăn tối theo phong cách thái công với cái đùi heo Iberico to đùng họ ngồi nói chuyện về Will có phải ông coi Will như vật thí nghiệm nên mới không nói cho anh ta về bệnh của mình Không, Will là bạn tôi Bạn gì? Bạn đời Ngày hôm sau Will tái khám nhưng sau khi chụp cộng hưởng từ xong Thì thứ Will nhận được không phải là giấy chẩn đoán bệnh Mà là cái xác bị giết theo xì cách mà Beth đã bị giết FBI mặc định hung thủ của hai vụ này là một Will phản đối nhưng mà tầm này thì chắc cũng không tin Will nữa Đêm hôm đấy khi mà đang ngủ Will bỗng dưng thấy hơi lạnh gáy Nhưng mà không phải do thời tiết mà là vì dưới gầm giường anh ta là Georgia nhưng mà cô này lại không giết Will Có vẻ là do Will là người duy nhất thừa nhận sự tồn tại của cô Will biết điều này nên đã dùng thông não chi thuật khiến cô bớt cảnh giác Vì bị thương nặng nên Georgia phải nằm cách đi trong viện Cuối tập phim, ký ức của Georgia dần trở lại Đồng thời cũng hé lộ về hung thủ thực sự đã giết ông bác sĩ Và đó không ai khác chính là Hannibal nhưng mà do Georgia không thể nhận dạng được khuôn mặt của người khác Và kể cả có nói thì lời khai của một kẻ sát nhân cũng không đáng tin Nên là FBI vẫn chưa biết được sự thật Tập 11 được mở bát bằng bữa ăn thân mật giữa Hannibal và bác sĩ Chilton Hai cái ông này giống nhau ở cái là đều hứng thú với người điên Càng điên càng thích Trong khi bác sĩ Chilton liên tục mổ xẻ não bệnh nhân của mình để nghiên cứu Thì Hannibal chỉ cần Will ra đủ. Lại nói đến Will, vẫn như mọi ngày, hôm nay Will lại bị ảo giác Trong giấc mơ thì anh thấy mình ra rất nhiều nước Rồi lại tự chìm luôn vào cái đống nước đấy Não của Will bây giờ không phải là màu hồng nữa Vì nó đang báo động đỏ Bệnh tình đang ngày càng nặng hơn Và nếu không cấp cứu kịp thời thì chắc chắn sẽ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng phim tiếp tục truyền cảnh đến tiến sĩ ghi điền bây giờ đang bị đưa đến tù giam để chuẩn bị cho phiên điều trần tội danh của ông này là sát hại cô y tá nhưng mà ghi điền cũng muốn kiện ngược lại bác sĩ chilton vì chính bác sĩ chilton đã thao túng tâm lý khiến ghi điền nghĩ mình là thợ sẻ vùng chê xa pk nhưng mà chả ai lại nghe thằng điên trình bày nên là lên xe trong chuyến xe đấy ghi điền đã đánh lạc hướng các cảnh sát rồi xử họ sau đó thì còn trao nội tạng của từng người lên cây để khẳng định ông này không phải thợ sẻ vùng chê xa pk nhưng mà không chỉ thế, Gideon còn muốn trả thù những bác sĩ điều trị đã khiến ông tự nghĩ mình là thợ sẻ. Cũng trong thời điểm đấy, Freddy Lowndes nhận được lời mời gặp mặt từ Paul Caruso, một bác sĩ tâm lý từng nghiên cứu về Gideon. Nhưng mà khi tới nơi, thứ đập vào mặt cô lại là cái xác của ông bác sĩ kia. Và Gideon đang ở đó để phẫu thuật thẩm mỹ cho ông này. Gideon bắt cóc Lowndes và yêu cầu cô viết cho mình một bài báo để thách thức thợ sẻ vùng Chesapeake thật. Còn mình thì đến đài thiên văn, chỗ mà cánh tay của Miriam để lại để mổ sống bác sĩ Chilton. Về phía FBI thì vẫn đang điều tra để tìm chân tướng sự việc, nhưng mà Will vô tình phát hiện ra cánh tay của ông bác sĩ bị ghi điền giết đã mất, giống với Miriam, thực tập sinh cũ của Jack. Nên họ đã lập tức tới nơi cánh tay của Miriam xuất hiện, nhưng khi xông vào thì ghi điền đã chạy mất. Ở đấy chỉ còn Lowndes và bác sĩ Chilton đã bị lôi hết nội tạng ra ngoài. Will ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đấy không ổn nên đã lần theo dấu vết và chui vào xe của Gideon, ép Điền lái xe đến nhà trùm cuối Will muốn xác nhận xem liệu thứ mình thấy có đang thực sự tồn tại không Nhưng mà Hannibal đã khiến Will dối trí hơn Kết cục là Will lên cơn co giật Sau khi Will ngất đi, Hannibal đã nói chuyện với Gideon và tiết lộ vị trí của Bloom Bác sĩ tâm lý của Gideon Mục đích là để hắn đến đó và giết Bloom Nhưng có một cái mà Hannibal không dự đoán được là Gideon đã yêu Bloom Và Will cũng thế ngay khi nghe tin Bloom gặp nguy hiểm, Will xông tới nhà Bloom với tốc độ ánh sáng và giết ghi điền trong lúc loạn trí. Bloom nghe thấy tiếng súng thì vội chạy ra ngoài, Will ngất xuống vì kiệt sức, còn Hannibal thì lại thành công mượn dao giết người. Tập 11 kết thúc trong sự hoang mang của Hannibal khi nhắc đến mối quan hệ với Will. Và chúng ta đến với tập 12. Will sau khi tỉnh lại từ bệnh viện đã đến thăm Georgia, lúc này đang ở trong lồng cách ly. Trong Georgia đỡ kinh dị hơn mấy tập trước và đang chuẩn bị được sốc điện để phục vụ cho quá trình điều tra. Sau khi Will vào viện thì Hannibal cũng vào thăm và còn chuẩn bị gà hầm thuốc bắc để bồi bổ cơ mà. Will lại bắt đầu kể hết với Hannibal kể cả việc mình đến thăm Georgia. Hannibal có nói là không thể trách Georgia vì những gì đã xảy ra, nhưng mà khi phim chuẩn cảnh thì một cái lược đã được đặt trong buồng oxy cao áp và không cần nói thì cũng biết chuyện gì xảy ra Georgia cầm lược lên và chải tóc vô tình gây ra tia lửa điện Georgia biến thành người do thái FBI và Will cùng đến hiện trường Trong khi Jack cho rằng Georgia đã tự sát Thì Will lại nghĩ rằng cô này bị giết Và hung thủ lần này cũng chính là kẻ đã giết bác sĩ điều trị của Will FBI tiếp tục điều tra thì phát hiện ra một mảnh nhựa celluloid bị cháy xém Will cho rằng đây chính là thứ mà hung thủ đã dùng để giết Georgia Chắc chắn là hắn cố tình đặt một chiếc lược vào bên trong lồng để gây ra vụ tai nạn của Georgia Đến đây thì Will cũng bắt đầu thấy nghi nghi Tại vì phong cách giết người của gã này khá giống với kẻ bắt trước Hobbs Vậy là Will kết luận tất cả những vụ án giết người trước đó đều có liên liên quan đến nhau. Jack nghe xong thì không tin lắm nhưng mà vẫn đi xác nhận lại, một mặt thì đi hỏi Hannibal, mặt còn lại thì yêu cầu nhân viên điều tra thêm về Hobbs. Từ phía Hannibal thì Jack chẳng biết được cái gì cả, nên đã đến gặp bác sĩ tâm lý của Hannibal để tra hỏi thêm, nhưng mà thứ nhận được chỉ là một nửa sự thật, nên Jack phải quay lại với phương án thứ hai, điều tra thêm về Hobbs và kết quả nhận được khiến ai cũng bất ngờ, Abigail chính là mồi nhử các cô gái đến chỗ bố mình nhưng mà nếu có thể phát hiện ra việc này bằng cách kiểm tra vé tàu của hobbs thì tại sao họ lại không làm sớm hơn mà họ lại phải cần abigail tỉnh lại À, tạm thời bỏ plot Armor sang một bên thì khi FBI đột nhập vào nơi ở của Abigail họ phát hiện ra cô này đã cùng Will tới nhà cũ của Abi ở Minnesota tại đây khi mà Will vô tình nói vu vơ về kẻ săn mồi với mồi nhử thì Abigail lại trả lời thật lòng điều này khiến Will bắt đầu nghi ngờ Abigail và anh ta sử dụng thấu cảm thì mọi chuyện đã rõ ràng tuy nhiên ký ức của Will lại ngắt quãng và khi tỉnh lại thì anh ta đang ở trên máy bay chứ không phải là căn nhà gỗ với phần Abigail sau khi Will phát hiện ra thì đã nhanh chóng bỏ chạy về nhà và gặp Hannibal ban đầu thì được Hannibal an ủi nên là Abi thấy rất yên tâm nhưng mà khi đang ôm nhau thắm thiết thì lại thấy có cái gì đấy sai sai Abigail nhớ về lời Will ngày hôm trước rằng kẻ đã gọi cho Hobbs vào ngày hôm đó cũng chính là hung thủ của những vụ án giết người sau này đến đây thì Abigail cũng đoán được Hannibal là kẻ giết người chỉ là không ngờ ông này giết còn nhiều hơn cả bố mình Abigail sợ hãi vì nghĩ rằng Hannibal sẽ giết mình nhưng mà chưa biết là có giết hay không thì phim đã chuyển sang tập 13 với thứ còn sót lại duy nhất của Abigail là cái tai ở nhà Will sáng hôm đấy Will tỉnh dậy sau cơn ác mộng với quả cg hay tệ này thì người anh này đầy mồ hôi còn chân thì lấm lem bùn đất đi ra nhà bếp thì lại thấy tai người well, chào buổi sáng will hiện tại không còn tin vào chính bản thân mình nữa nên mới gọi honey bổ tới để xác minh xem những gì mình vừa thấy có phải thật không rất tiếc là nó thật và đó là cái tai của abigail với từng đấy bằng chứng thì dù muốn hay không, Will vẫn đang là nghi phạm số 1 cho vụ án giết Abigail. Bản thân Will thì còn chả nhớ gì, ký ức thì quá nhiều sự đứt đoạn do viêm não nên là anh ta cũng không biết mình có giết Abigail hay không. Cứ thế, Will bị bắt đến nhà giam và chờ xét xử. Cùng thời điểm đấy, Bloom đang cãi nhau, muốn lật cái bàn với Jack. Bloom trách Jack ép Will làm việc quá sức nên là tinh thần không còn ổn định. Jack lại trách ngược lại Bloom bởi vì Hannibal cũng chả nhìn thấy sự bất ổn của Will trong khi người giới thiệu Hannibal lại là Bloom. Nên là theo cái tính chất gì đấy không phải bắt cầu thì đây là lỗi của Bloom nghe thì cũng hợp lý đấy nhưng mà Bloom vẫn cãi lại cãi nhau chán rồi thì đến gặp Will trong nhà giam sau một hồi nói chuyện thì Bloom phát hiện ra não của Will mới là thứ có vấn đề chứ không phải là thần kinh và khả năng cao là anh này bị viêm não nhưng mà tầm này thì Jack không còn tin Will nữa nên cố tình chuyển hướng suy luận sang Will giả vờ thần kinh và tất cả vụ án trước đều là do Will làm Uh, tôi cũng không hiểu đoạn này lắm tại vì nếu mà không phải rách rủ thì Will cũng không tham gia phá án thế thì làm gì có động cơ mà giết người nhưng mà sau khi đọc Conan và thấy là FBI cũng không bằng một đứa lớp 1 thì ở đây chắc cũng không khác gì rách như bị thao túng tâm lý đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Will Will nghe xong thì tự dưng thấy cấn cấn đúng là anh không nhớ mình có giết abigail hay không nhưng mà những người trước đó thì không thể vì will biết mình là ai mà và chắc chắn có người đang hãm hại mình người đó có thể là bất cứ ai trong fbi hoặc một người nào đấy biết được tường tận các cuộc điều tra để tìm hiểu xem kẻ này là ai will vượt ngục và chạy đến phòng khám của hannibal và nhờ ông ta đưa mình đến nhà của abigail vừa bước vào thì will nhớ lại rằng abigail đã từng muốn hannibal vào vai người đàn ông gọi điện và hannibal đi cùng thì cứ liên tục bảo anh hãy chấp nhận bản ngã của mình từ tất cả những điều trên will suy ra Hannibal chính là kẻ giết người Nhờn Nhưng mà lúc này nhận ra thì có hơi muộn không Tại vì Jack đã đến và thứ duy nhất Ông ta thấy là một thằng điên đang chĩa súng vào người bình thường Không nhiều lời Jack cho Will một phát súng vào vai Anh này ngã xuống đúng với vị trí mà Hobbs đã chết Will bị đưa vào tù Còn Hannibal thì đến thăm Will Siêu thản nhiên cũng siêu đẹp dai Và thế là hết phim Và đó là mùa 1 của Hannibal Tôi là vui vẻ Đừng quên đăng ký giờ Reviewer để xem phần tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại